bạn đang nghe từ Phonos. Bốn thỏa ước Bí quyết sống tự do, bình an, hạnh phúc giữa thế giới bất định Sách bán chạy nhất trên tạp chí The New York Times Tác giả Don Bergel Ruiz và Janet Mills Người dịch Nguyễn Phi Vân Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa sách sài gòn gửi vòng tròn lửa. Những người đã đến, những người đang ở đấy, và những người sắp đến. Người Tô Tét Hàng ngàn năm trước, người Tô Tét nổi tiếng khắp miền Nam Mexico là những nhà thông thái. Các nhà nhân chủng học nhắc đến người Tô Tét như một quốc gia, một dân tộc trên thực tế, người Tô Tét là một số những nhà khoa học và nghệ sĩ tập hợp lại và tạo ra một xã hội riêng để cùng nghiên cứu, gìn giữ tri thức và cách thực hành tâm linh của những nền văn minh cổ đại. Họ là người hướng dẫn, tức Na Qua, là học trò của Teotihuacan, thành phố các kim tự tháp cổ đại, nằm ở ngoại vi thành phố Mexico. Được biết đến với tên gọi là Nơi con người đắc đạo thành thần thánh. Trải qua nhiều thiên niên kỷ, các vị Na Qua bị bắt buộc giữ bí mật toàn bộ những lời dạy thông thái cổ xưa này. Trong thời kỳ chinh phục của châu Âu, một số cá nhân thực hành tâm linh đã trở nên làm quyền, hung hăng. Vì vậy, các Na Qua không còn cách nào khác là giấu kính, tránh cho những lời dạy này rơi vào tay những kẻ cố tình lợi dụng để làm những điều không đúng. May thay, tri thức bí truyền này của người Tô Tét vẫn được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc của các Na Qua và dù đã được giữ bí mật hàng trăm năm, những lời tiên tri cổ xưa đã dự đoán rằng những lời dạy thông thái này rồi sẽ được mở ra cho người dân. Và giờ đây, Miguel Ruiz, một vị na qua của dòng tộc hiệp sĩ Đại Bàng, đã được bề trên lựa chọn để chia sẻ cho đại chúng những lời dạy đầy quyền năng này của người Tô Tét. Giống như các đạo giáo bí truyền khác trên thế giới, lời dạy của người Tô Tét cũng bắt nguồn từ chân lý chung của vũ trụ mặc dù không được xem là đạo giáo nhưng người hướng dẫn lời dạy tô tét đều được tri tôn như những bậc thầy và mặc dù có tinh thần tương tự như đạo giáo lời dạy tô tét có thể xem như một phong cách sống lấy hạnh phúc và tình yêu thương làm kim chỉ nam lời giới thiệu chiếc gương ám khói Ba ngàn năm trước, có một người như bạn và tôi sống tại một thành phố nằm lọt thỏm giữa những dãy núi. Người này đang học để trở thành thầy thuốc, để học thuộc tri thức của tổ tiên. Có điều, ông không hoàn toàn đồng tình với những gì mình được học. Tận đáy lòng, ông tin rằng ngoài kia còn có nhiều điều hơn như thế. Một ngày nọ, khi đang ngủ trong một cái hang, ông mơ thấy bản thân đang nhìn ngắm chính cơ thể mình nằm ngủ Ông bước ra khỏi hàng. Đó là một đêm trăng non. Bầu trời trong veo, có thể nhìn thấy hàng triệu triệu vì sao. Bỗng ông cảm thấy có một điều gì đó xảy ra bên trong con người mình. Và điều đó đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Ông nhìn xuống đôi bàn tay, cảm nhận cơ thể mình, lắng nghe tiếng nói của chính mình. Tôi là ánh sáng, tôi là những ngôi sao. Ông ngước lên ngắm nhìn những vì sao và nhận ra không phải ngôi sao phát ra ánh sáng mà chính ánh sáng mới tạo thành ngôi sao ông nghĩ vậy là mọi thứ được hình thành từ ánh sáng và không gian ở giữa các ngôi sao không hề trống rỗng và ông biết rằng mọi thứ đang tồn tại là một sinh linh rằng ánh sáng truyền dẫn sự sống vì ánh sáng đang sống và chứa đựng tất cả thông tin cần thiết và ông ngộ ra mình không phải là ngôi sao dù ông được tạo nên bởi những ngôi sao Ông thầm nghĩ, mình ở giữa những vì sao. Ông đặt tên cho những ngôi sao là tô nộ và ánh sáng giữa các ngôi sao là na qua. Ông biết rằng điều tạo ra sự hòa hợp và không gian giữa ngôi sao và ánh sáng chính là sự sống, hay còn gọi là ý định. Không có sự sống, tô nộ và na qua không thể tồn tại. Sự sống chính là sự tuyệt đối, là đấng tối cao, là thượng đế, đấng tạo hóa ông ngộ ra mọi thứ đang tồn tại đều là một dạng thức hiện hữu của thượng đế tất cả đều là thượng đế và ông kết luận rằng nhận thức của con người chỉ đơn thuần là nhận thức của ánh sáng đối với ánh sáng ông thấy rõ vật chất chỉ là tấm gương phản chiếu ánh sáng tạo ra những hình ảnh khác nhau của ánh sáng đó và thế giới ảo tưởng giấc mơ chính là làn khói khiến chúng ta không còn nhìn thấy bản thân mình là ai thật ra chúng ta chính là ánh sáng và tình yêu thương trong trẻo sự giác ngộ này đã thay đổi cuộc đời ông từ khi biết mình là ai ông ngạc nhiên vì những gì mình thấy khi nhìn mọi người và vạn vật ông nhìn thấy mình trong tất cả trong mỗi con người trong mỗi con vật trong từng cành cây trong nước trong mưa trong mây và trong đất mẹ và ông nhìn thấy sự sống đã tạo ra vô số những dạng thức hiện hữu của chính sự sống khi pha trộn tô nộ và na qua bằng nhiều cách khác nhau. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông đã nhận ra tất cả. Tâm trạng ông phấn khích, nhưng trái tim ông lại đông đầy sự bình yên. Ông nóng lòng muốn chia sẻ những điều mình vừa nhận ra với mọi người, nhưng không tìm được ngôn từ để diễn tả. Ông cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai hiểu. Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi ở ông, rằng có một điều gì đó rất đẹp đẽ đang tỏa sáng từ ánh mắt và giọng nói của ông họ nhận ra ông không còn đánh giá bất kỳ ai hay bất cứ điều gì ông không còn như mọi người xung quanh nữa ông có thể hiểu mọi người một cách dễ dàng nhưng không ai có thể hiểu được ông họ tin rằng ông chính là sự hiện thân của thượng đế khi nghe người ta nói như vậy ông chỉ cười và đáp đúng thế tôi chính là thượng đế nhưng tất cả các bạn cũng đều là thượng đế chúng ta giống nhau bạn và tôi chúng ta đều là hiện hữu của thượng đế chúng ta chính là thượng đế nhưng rồi cũng không ai hiểu nổi những gì ông nói ông nhận ra ông là tấm gương cho mọi người tấm gương soi rọi bản thân ông tất cả chúng ta đều là tấm gương ông thấy bản thân mình trong mọi người nhưng không ai nhìn thấy bản thân họ trong ông và rồi ông nhận ra tất cả mọi người đều đang mơ không có nhận thức không hề biết họ là ai họ không nhìn thấy họ trong ông bởi vì giữa những tấm gương là sương mù là khói và đám sương mù đó được tạo ra bởi chính sự diễn dịch hình ảnh của ánh sáng hay nói cách khác bởi những giấc mơ của con người và ông biết mình sẽ chóng quên tất cả những gì vừa mới học ông muốn ghi nhớ những hình ảnh mình đã thấy ông quyết định đặt tên cho mình là tấm gương ám khói để luôn nhớ rằng vật chất chính là tấm gương và đám khói ở giữa chính là thứ ngăn cản chúng ta hiểu bản thân mình là ai ông nói tôi là tấm gương ám khói vì tôi nhìn thấy tôi trong bạn nhưng chúng ta không nhận ra nhau vì có một đám khói đang hiện hữu giữa chúng ta khói chính là giấc mơ còn tấm gương là bạn kẻ đang mơ nhắm mắt sống là chuyện rất dễ dàng để hiểu lầm tất cả những gì ta đang thấy theo John Lennon. Chương 1. Sự thuần hóa và giấc mơ trần thế Tất cả những gì chúng ta đang thấy và nghe đều chỉ là giấc mơ. Bạn đang mơ ngay lúc này bạn đang mơ dù trí óc đang tỉnh. Mơ là chức năng của tâm trí, và tâm trí mơ 24 trên 24 tiếng mỗi ngày. Nó mơ ngay cả khi não đang hoạt động. Có một cái khung vật chất khiến chúng ta nhận thức mọi thứ một cách rất tuyến tính. Khi ngủ, cái khung này biến mất, và giấc mơ có khuynh hướng thay đổi liên tục. Con người chúng ta lúc nào cũng mơ. Trước khi chúng ta chào đời, những người sinh ra trước ta đã tạo ra một giấc mơ to lớn chờ sẵn bên ngoài, gọi là giấc mơ xã hội hay giấc mơ trần thế. Giấc mơ trần thế là tập hợp của hàng tỷ những giấc mơ nhỏ bé cá nhân, tập hợp lại thành giấc mơ của gia đình, cộng đồng, thành phố, quốc gia và cuối cùng là của cả nhân loại. Giấc mơ trần thế bao gồm tất cả những quy tắc của xã hội, niềm tin, luật lệ, tôn giáo, văn hóa, cách sống, chính phủ, trường học, sự kiện cộng đồng và cả ngày lễ ngày nghỉ chúng ta sinh ra với khả năng học mơ và những con người tồn tại trước ta dạy cho ta cách mơ giấc mơ xã hội giấc mơ bên ngoài chồng chất rất nhiều quy tắc đến nỗi khi một đứa trẻ vừa sinh ra chúng ta đã cố gắng nhồi nhét những quy tắc này vào đầu chúng ngay lập tức giấc mơ bên ngoài sử dụng cha mẹ trường học tôn giáo để dạy trẻ em biết cách mơ chúng ta có khả năng tập trung chú ý vào những gì mà bản thân cần nhận thức và bỏ qua tất cả những thứ còn lại đúng ra con người có thể nhận thức hàng triệu triệu điều khác nhau cùng một lúc tuy nhiên chúng ta lại sử dụng khả năng chú ý để giữ lại những gì bản thân muốn nhận thức mà thôi người lớn xung quanh chúng ta ép ta phải chú ý họ nhồi nhét thông tin vào đầu óc ta bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần đó là cách chúng ta học tất cả những gì cần học bằng sự chú ý chúng ta học tất cả mọi thứ về thực tế của giấc mơ. Chúng ta học cách hành xử trong xã hội. Cái gì được tin, cái gì không được tin. Cái gì được chấp nhận, cái gì không được chấp nhận. Cái gì tốt, cái gì tệ. Cái gì đẹp, cái gì xấu. Sao là đúng, sao là sai. Tất cả đều đã được có sẵn. Các tri thức, quy tắc, khái niệm cần học để biết cách hành xử trong đời. Đến trường, ta ngồi vào ghế và chú ý nghe lời thầy cô giảng đi nhà thờ ta chú ý lắng nghe lời trao giảng của mục sư về nhà chúng ta chú ý lời cha mẹ anh chị tất cả mọi người đều lôi kéo sự chú ý của ta sau đó chúng ta lại học cách lôi kéo sự chú ý của người khác và rồi nhu cầu lôi kéo sự chú ý này ngày càng tăng đến nỗi nó trở thành vũ khí cạnh tranh con cái cạnh tranh để có được sự chú ý của cha mẹ thầy cô bạn bè con đây nhìn con đi xem con đang làm gì này, con ở ngay đây này. nhu cầu thu hút sự chú ý ngày càng trở nên mạnh mẽ và dĩ nhiên là tăng lên theo năm tháng. giấc mơ bên ngoài thu hút sự chú ý của ta và dạy ta rằng những điều để tình thì bắt đầu từ ngôn ngữ. Ngôn ngữ là mật mã giúp con người có thể hiểu và giao tiếp với nhau. Mỗi từ ngữ trong từng ngôn ngữ là một thỏa thuận. Chúng ta gọi trang này là một trang trong quyển sách. Từ trang là một thỏa ước mà ta ngầm hiểu. Khi đã hiểu nguyên tắc mật mã, chúng ta bắt đầu chú ý và năng lượng chú ý lan truyền từ người này sang người khác. Chúng ta không được lựa chọn nói tiếng Anh hay tiếng khác. Chúng ta không được lựa chọn tôn giáo hay giá trị để theo đuổi. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn từ khi ta chưa sinh ra. Chúng ta không bao giờ có cơ hội được chọn tin hay không tin vào bất cứ điều gì, dù là những thỏa ước nhỏ bé nhất đến cả tên mình mà chúng ta còn không được tự chọn lựa. Khi còn nhỏ, chúng ta không được lựa chọn niềm tin, thay vào đó, chúng ta chấp nhận thông tin mà người khác truyền dẫn lại cho mình về giấc mơ Trần Thế. Cách duy nhất để lưu thông tin là chấp nhận. Giấc mơ bên ngoài tạo sự chú ý, nhưng nếu chúng ta không chấp nhận thì làm gì có việc lưu giữ thông tin. Ngay khi ký tỏa ước, tức là chúng ta tin và điều đó trở thành niềm tin niềm tin là tin vào một điều gì đó một cách vô điều kiện khi còn nhỏ chúng ta học bằng cách tin tất cả những gì người lớn nói và niềm tin này mạnh mẽ đến nỗi nó điều khiển toàn bộ giấc mơ cuộc đời ta nếu chúng ta chọn không tin vào những điều người lớn nói chúng ta hoàn toàn có thể chống đối nhưng có lẽ chúng ta chưa đủ mạnh để chống đối cho nên chúng ta đành đầu hàng và chọn tin vào những điều đã có sẵn bằng chính thỏa ước cá nhân Tôi gọi đây là quá trình thuần hóa con người. Và trải qua quá trình thuần hóa, chúng ta học cách sống và mơ. Trong quá trình thuần hóa, thông tin từ giấc mơ bên ngoài chuyển hóa thành giấc mơ bên trong, kiến tạo nên một hệ thống niềm tin. Đầu tiên, đứa trẻ được dạy gọi tên: ba, mẹ, sữa, chai. Ngày qua ngày ở nhà, ở trường, tại nhà thờ, từ tivi, chúng ta được dạy phải sống như thế nào, hành vi nào là được chấp nhận giấc mơ bên ngoài dạy ta cách làm người ta học khái niệm thế nào là phụ nữ và thế nào là nam giới ta cũng học cách đánh giá đánh giá bản thân đánh giá người khác đánh giá hàng xóm trẻ con được thuần hóa y như cách thuần hóa chó mèo hay bất kỳ động vật nào muốn dạy chó ta phạt nón rồi thưởng nón cha mẹ dạy những đứa con yêu thương của họ cũng giống như thuần hóa chó mà thôi ban thưởng và phạt Ta được khen giỏi khi làm theo những gì cha mẹ muốn. Ta bị la hư khi không làm đúng theo lời của họ. Khi làm sai quy tắc, chúng ta bị phạt. Khi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta được thưởng. Mỗi ngày, ta bị phạt nhiều lần và cũng được thưởng nhiều lần. Dần dần chúng ta sợ bị phạt và cũng sợ không được thưởng. Phân thưởng chính là sự chú ý của cha mẹ hay một ai đó khác, như anh chị em, thầy cô, bạn bè dành cho ta từ đó ta bắt đầu phát triển nhu cầu gây chú ý để được thưởng khi được thưởng ta cảm thấy vui vì vậy ta tiếp tục làm theo những gì mà người khác muốn để được thưởng nỗi sợ bị phạt và nỗi sợ không được thưởng khiến ta bắt đầu giả vờ trở thành một người khác chỉ để làm hài lòng mọi người để trở nên xứng đáng với một ai đó ta cố gắng làm hài lòng cha mẹ thầy cô giáo hội và vì vậy ta bắt đầu diễn ta giả vờ làm kẻ không phải là mình vì sợ bị từ chối. Nỗi sợ mình bị từ chối, dần dần trở thành nỗi sợ hãi rằng mình không xứng đáng. Thế rồi cuối cùng, ta trở thành người khác, không còn là bản thân mình. Ta trở thành bản sao của mẹ, của cha, của xã hội, của niềm tin tôn giáo. Tất cả những khuynh hướng bình thường trong ta đều biến mất trong quá trình thuần hóa. Và khi đủ lớn để hiểu vấn đề, chúng ta học được từ không người lớn dạy không được làm cái này không được làm cái kia ta bắt đầu chống đối và nói không ta chống đối vì muốn bảo vệ tự do cho chính bản thân mình ta muốn làm mình nhưng ta quá nhỏ bé và người lớn thì vừa to vừa mạnh sau một thời gian ta trở nên sợ hãi khi biết rằng mình sẽ bị phạt mỗi khi làm chuyện gì sai quá trình thuần hóa mạnh mẽ đến nỗi tới một giai đoạn nào đó của cuộc đời ta không còn cần người khác thuần hóa ta ta không cần cha mẹ nhà trường hay nhà thờ để thuần hóa bản thân ta đã được huấn luyện thuần thục đến nỗi có thể tự mình thuần hóa chính mình ta trở thành động vật có khả năng tự thuần hóa giờ đây ta tự thuần hóa mình theo hệ thống niềm tin mà ta đã được nhồi nhét tự phạt hay tự thưởng mình như cách người khác đã từng làm với ta khi ta không làm đúng quy tắc ta tự phạt khi thấy mình ngoan ngoãn và biết nghe lời, ta tự thưởng. Hệ thống niềm tin cứ như là bộ luật kiểm soát tâm trí ta. Bất kỳ điều gì ghi chép trong đó đều đương nhiên đúng, không cần tranh cãi. Ta dựa vào đó để đánh giá tất cả, cho dù nó đi ngược lại với bản chất bên trong ta. Ngay cả những luân lý như 10 điều rằng cũng được lập trình vào hệ thống của ta trong suốt quá trình thuần hóa. Từng chút, từng chút một, những thỏa ước này, điều khiển giấc mơ của ta ta luôn có dữ liệu để đánh giá mọi người và mọi thứ ngay cả thời tiết chó mèo tất cả vì quan tòa trong ta sử dụng những điều khoản ghi sẵn trong bộ luật để đánh giá mọi điều ta làm hay không làm những gì ta nghĩ hay không nghĩ những cảm xúc ta cảm nhận hay không cảm nhận mọi thứ đều phải vận hành dưới sự độc tài của tên quan tòa này mỗi khi ta làm gì đó sai với điều khoản trong bộ luật hắn phán ta phạm tội. Hắn muốn ta phải bị trừng phạt và cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong ngày. Từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác, suốt cả cuộc đời. Một phần khác trong ta bị phán xét, đó chính là nạn nhân. Nạn nhân bị luận tội, bị xử tội và bị mang cảm giác tội lỗi. Phần này trong ta tự đối thoại với ta. Mình thật đáng thương, mình không giỏi, mình không thông minh, mình kém hấp dẫn mình không xứng đáng được yêu thương mình thật đáng thương tên quan tòa nghe vậy thì tán thành đúng rồi nhà ngươi không xứng đáng và tất cả đều dựa trên một hệ thống niềm tin mà ta không được tự lựa chọn hệ niềm tin này mạnh mẽ đến nỗi khi được tiếp cận với những khái niệm mới mẻ khác trong đời và cố gắng tự đưa ra quyết định ta nhận ra niềm tin cũ vẫn đeo bám lấy ta bất kỳ điều gì trái ngược so với bộ luật sẽ khiến ta cảm thấy bối rối hoang mang cảm giác đó là nỗi sợ hãi việc vi phạm bất kỳ điều luật nào cũng đều tạo ra vết thương cảm xúc và cách phản ứng tự nhiên của ta là bào chế nó thành thuốc độc cảm xúc bộ luật phải luôn luôn đúng nên tất cả những gì đi ngược lại sẽ khiến ta cảm thấy không an toàn cho dù bộ luật có sai thì nó vẫn mang lại cho ta cảm giác an toàn đó là lý do vì sao chúng ta cần rất nhiều dũng cảm mới có thể tuyên chiến với niềm tin của chính bản thân dù biết rằng đó chẳng phải là niềm tin mà bản thân mình chọn nhưng nó quá mạnh và ăn sâu đến nỗi ta đã chấp nhận đã thỏa thuận thỏa ước này mạnh mẽ đến nỗi dù biết nó sai ta vẫn cảm thấy tội lỗi xấu hổ mỗi khi làm ngược lại bộ luật mà ta sử dụng để điều khiển giấc mơ cá nhân cũng giống như bộ luật mà chính phủ sử dụng để điều khiển giấc mơ xã hội tất cả những bộ luật này đều sống trong tâm trí ta ta tin vào đó và tên quan tòa trong ta dựa vào đó để phán xét quan tòa phán án nạn nhân chịu tội và bị phạt và ai trong chúng ta dám nói rằng có công lý trong mỗi giấc mơ công lý thực thụ là trả giá một lần cho một lỗi lầm sự bất công thực thụ là trả giá nhiều lần cho một lỗi lầm chúng ta phải trả giá bao nhiêu lần cho mỗi lỗi lầm câu trả lời là hàng ngàn lần con người chính là động vật duy nhất trên trái đất phải trả giá hàng ngàn lần cho cùng một lỗi lầm tất cả động vật khác trên trái đất chỉ trả giá một lần nhưng con người thì không ký ức của chúng ta là một thứ đầy quyền năng ta phạm lỗi ta phán xét mình ta kết tội mình rồi tự trừng phạt mình nếu có công lý thì đến đó là xong ta không cần phải chịu phạt nữa thế nhưng mỗi khi nhớ lại lỗi lầm cũ ta lại phán xét mình lại kết tội mình lại tự trừng phạt mình và cứ như thế làm hoài làm mãi nếu có vợ hay chồng họ sẽ nhắc lại lỗi lầm này của ta và thế là ta lại phán xét mình phạt mình và kết tội mình như vậy có công bằng không đã bao nhiêu lần chính chúng ta khiến vợ chồng con cái cha mẹ ta phải trả giá cho cùng một lỗi lầm mà họ từng phạm phải với ta. Chẳng phải mỗi khi nhớ lại, ta lại đổ lỗi cho họ, quăng cho họ một thú thuốc độc cảm xúc đã bào chế từ thời ta cảm thấy bị đối xử bất công và khiến họ phải trả giá một lần nữa. Công lý là như thế sao? Tên quan tòa trong tâm trí ta sai mất rồi. Vì hệ thống niềm tin này là sai, vì bộ luật này là sai. Cả giấc mơ chỉ dựa vào luật lệ sai lầm. 95% các hệ thống niềm tin mà ta lưu giữ trong tâm trí chẳng là gì khác ngoài sự dối trá và ta đau đớn vì tin vào chính sự dối trá này. Trong giấc mơ trần thế, đương nhiên con người phải đau khổ, phải sống trong sợ hãi, phải tạo ra vô số những bộ phim bi kịch. Giấc mơ bên ngoài không bình yên chút nào. Đó là giấc mơ bạo lực, giấc mơ đông đầy sợ hãi, chiến tranh và sự bất công. Giấc mơ cá nhân của con người thì đa dạng hơn, nhưng cả thế giới hầu như đều là ác mộng. Nhìn vào xã hội con người, đó là một nơi thật khó sống vì nó bị điều khiển bằng nỗi sợ hãi. Dù ở đâu trên thế giới, chúng ta đều nhìn thấy con người đau khổ, giận dữ, thu hận, nghiền ngập, bạo lực, bất công. Ở mỗi quốc gia thì cương độ có khác nhau, nhưng sự sợ hãi vẫn là thế lực chung điều khiển thế giới này nếu so sánh giấc mơ xã hội với mô tả về địa ngục trong nhiều tôn giáo trên thế giới chúng là một tôn giáo cho rằng địa ngục là nơi để trừng phạt là nơi đầy đáng sợ đau đớn và khổ ải nơi lửa sẽ thiêu đốt chúng sinh lửa là cảm xúc do sự sợ hãi tạo ra khi ta cảm thấy giận dữ ghen tuông ganh ghét đố kỵ hận thù ta cảm giác như lửa đang thiêu đốt trong người đó là trải nghiệm địa ngục nếu xem địa ngục là một trạng thái tinh thần, thì địa ngục đang hiện hữu quanh ta. Ai đó có thể hù dọa sẽ đẩy ta vào địa ngục nếu ta không làm điều họ muốn. Nhưng ta còn sợ gì chứ? Ta đã ở trong địa ngục mất rồi. Họ cũng thế, không ai có thể đẩy người khác vào địa ngục khi tất cả mọi người đều đang ở trong địa ngục. Nhưng họ có thể đẩy ta xuống tầng địa ngục sâu hơn nếu ta cho phép họ làm như vậy. Mỗi con người đều có giấc mơ riêng và cũng giống như giấc mơ chung của xã hội, tất cả đều bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi. Ta học cách mơ địa ngục trong chính cuộc sống của mình, trong giấc mơ riêng tư của mình. Sự sợ hãi đó biến đổi muôn hình vạn trạng trong giấc mơ của từng cá nhân, khi ta giận dữ, ghen tuông, ganh ghét, hận thù, hay rơi vào bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Giấc mơ riêng cũng có thể trở thành ác mộng khi ta sống trong trạng thái sợ hãi nhưng tại sao ta lại phải mơ một cơn ác mộng ta hoàn toàn có thể mơ một giấc mộng đẹp kia mà nhân loại ngàn đời vẫn đi tìm chân lý công lý và cái đẹp chúng ta mãi đi tìm chân lý vì đến nay chúng ta vẫn còn tin vào sự dối trá được lưu giữ trong tâm trí của mình chúng ta mãi đi tìm công lý vì trong hệ thống niềm tin của chúng ta không tồn tại công lý chúng ta mãi đi tìm cái đẹp vì cho dù ai đó nhìn rất đẹp thì chúng ta vẫn không tin họ sở hữu cái đẹp chúng ta mãi kiếm tìm dù mọi điều đã có sẵn bên trong không có chân lý để đi tìm xung quanh ta mọi cái đều là chân lý nhưng ta nào có nhận ra khi mắt bị che mờ bởi chính những thỏa ước và niềm tin sẵn có ta không nhìn thấy chân lý vì ta mù thứ làm ta mù chính là những niềm tin sai lệch trong tâm trí ta cần phải đúng nên người khác phải sai ta tin vào thứ ta tin, và chính điều đó làm cho ta đau khổ. Ta như sống giữa sương mù, và chẳng thấy gì xa hơn cái chóp bụi của mình. Ta sống giữa đám sương mù, thậm chí còn không tồn tại. Sương mù là giấc mơ, giấc mơ riêng của ta về cuộc sống, là tất cả những gì ta đã tin, tất cả những khái niệm ta đã có về mình, tất cả những thỏa ước mà ta đã ký với kẻ khác, với bản thân, và ngay cả với Thượng Đế. Toàn bộ tâm trí ta là một đám sương mù mà người tô tét gọi là mitote tô tê, hay còn gọi là mì tàu tay. Tâm trí của ta là giấc mơ nơi có hàng ngàn người phát biểu cùng một lúc, và chẳng ai hiểu ai. Đó chính là trạng thái của tâm trí con người. Một đám mitote tô tê khổng lồ, và trong đám mitote tô tê khổng lồ ấy, ta không nhìn rõ chính mình. Tại Ấn Độ, người ta gọi nó là mitote tô tê maya, ảo giác. Đó là khái niệm riêng của từng người về cái tôi. Tất cả những gì bạn nghĩ là cái tôi và thế giới, tất cả khái niệm đang hiện hữu và được lập trình trong tâm trí bạn, đều là mì tô tê. Chúng ta không thể nhìn rõ mình là ai. Chúng ta không biết mình đang không có tự do. Đó có lẽ là lý do vì sao con người chống lại sự sống. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người không phải là chết, mà là sống chúng ta chấp nhận rủi ro để sống và thể hiện chính mình trở thành chính mình là nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại chúng ta đã học cách tồn tại bằng việc thỏa mãn đòi hỏi của người khác chúng ta đã học cách phải sống theo quan điểm của người khác vì sợ không được chấp nhận vì sợ không xứng đáng trong suốt quá trình thuần hóa ta vẽ ra một hình ảnh hoàn hảo để cố gắng trở nên xứng đáng ta vẽ hình ảnh mà bản thân cần phải trở thành để được mọi người chấp nhận ta đặc biệt cố gắng làm hài lòng những người mà ta yêu thương như cha mẹ anh chị em mục sư thầy cô vì muốn xứng đáng với lòng mong mỏi của họ ta tạo ra hình ảnh hoàn hảo của bản thân chỉ có điều hình ảnh đó hoàn toàn không liên quan gì đến con người thật trong ta ta tạo ra một hình ảnh nhưng hình ảnh đó là giả tạo nếu là chính mình ta sẽ không thể trở thành hình ảnh hoàn hảo đó không bao giờ vì con người thật của ta không hoàn hảo, nên ta không chấp nhận nó. Và mức độ tự từ, từ chối bản thân của ta phụ thuộc vào việc người lớn phá vỡ được sự chính trực trong ta đến mức nào. Sau quá trình thuần hóa, câu chuyện không còn xoay quanh việc ta xứng đáng với ai, mà nó trở thành câu chuyện ta không xứng đáng với bản thân mình vì không thể giữ đúng hình ảnh hoàn hảo giả tạo mà ta đã tạo ra. Ta tự kết tội bản thân khi không trở thành người mà ta mong muốn hay nói cách khác trở thành người mà ta tin là ta phải trở thành ta không thể tha thứ cho bản thân vì mình không hoàn hảo ta biết bản thân ta không phải là người mà ta cần trở thành ta cảm thấy sai trái bực tức và dối trá ta cố che giấu bản thân và giả vờ không phải là mình kết quả là ta thấy mình giả tạo và ta đeo chiếc mặt nạ để không ai khác có thể nhìn thấy con người thật của ta ta sợ ai đó nhận ra ta không phải là ta ta đánh giá người khác bằng hình ảnh hoàn hảo giả tạo của chính bản thân mình và đương nhiên họ không xứng đáng khi nhìn từ góc độ hoàn hảo đó ta không trung thực với bản thân để làm hài lòng người khác ta chủ động làm hại cơ thể mình để được chấp nhận hơn nhiều thiếu niên tập hút thuốc chỉ vì muốn được bạn bè chấp nhận các em không nhận ra chính các em mới là người không chấp nhận chính mình các em không chấp nhận mình vì các em không phải là hình mẫu giả tạo mà các em phải trở thành các em muốn sống theo cách của mình nhưng không thể và điều đó làm các em cảm thấy tội lỗi và xấu hổ con người không ngừng tự trừng phạt bản thân vì đã không trở thành hình mẫu mà lẽ ra họ phải trở thành vì thế họ đối xử tệ hại với bản thân và sử dụng người khác để hành hạ chính mình có lẽ không ai khác trên đời đối xử tệ hại với ta hơn chính bản thân ta. Tình khoan tòa, nạn nhân và hệ thống niềm tin đã khiến ta trở nên như thế. Ta thường nghe ai đó đổ lỗi cho vợ chồng hoặc cha mẹ đã đối xử tệ với họ. Kỳ thực, chính chúng ta mới là người đối xử với bản thân mình tệ nhất. Cách chúng ta phán xét chính mình là cách phán xét tệ hại nhất. Nếu lỡ phạm sai lầm trước mắt người khác, ta sẽ cố phủ nhận lỗi sai và bao che cho bản thân. Nhưng ngay khi đối diện với chính mình, tên quan tòa uy quyền xuất hiện, lỗi lầm trở nên ghê gớm, và ta cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật tệ hại, thật không xứng đáng chút nào. Trong đời không ai khác hành hạ bạn nhiều bằng chính bản thân bạn. Và mức độ từ hành hạ bản thân chính là mức độ mà bạn chịu đựng với bất kỳ ai. Nếu ai đó hành hạ bạn vượt hơn giới hạn mà bạn từ hành hạ bản thân, bạn sẽ bỏ đi nếu ai đó hành hạ bạn thấp hơn giới hạn đó có lẽ bạn sẽ tiếp tục mối quan hệ và tiếp tục chịu đựng nếu bạn hành hạ bản thân rất tệ bạn sẽ có thể chịu đựng được chuyện người khác đánh đập làm nhục hay đối xử với bạn như rơm rác tại sao vì hệ thống niềm tin trong bạn lên tiếng rằng mình đáng bị như thế họ chịu ở với mình là ơn phước cho mình rồi mình không xứng đáng được yêu thương được tôn trọng mình chẳng tốt lành gì chúng ta có nhu cầu được chấp nhận được yêu thương nhưng lại không có khả năng chấp nhận và thương yêu chính bản thân mình khi càng biết yêu thương bản thân người ta sẽ càng ít đối xử tệ với bản thân hành hạ hà hay đối xử tệ với bản thân là khi ta không chấp nhận mình và việc không chấp nhận bản thân là do bạn đã tự vẽ ra một hình mẫu hoàn hảo giả tạo mà bạn chưa bao giờ đạt được hình mẫu hoàn hảo là lý do ta không chấp nhận bản thân và vì vậy ta cũng không chấp nhận người khác khi họ là chính họ. Khúc vào đầu của một giấc mơ mới Có hàng ngàn thỏa ước mà bạn đã ký với bản thân, với người khác, với giấc mơ riêng, với thượng đế, với xã hội, với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái. Nhưng thỏa ước quan trọng nhất là thỏa ước với bản thân trong thỏa ước này bạn tuyên bố với bản thân mình là ai mình cảm thấy thế nào mình tin vào điều gì và mình hành xử ra sao kết quả của tuyên ngôn này chính là tính cách của bạn trong thỏa ước này bạn ghi rõ đây là tôi đây là những gì tôi tin đây là những điều tôi có thể làm và những thứ tôi không thể làm đây là thực tế đó là ảo tưởng điều này có thể điều kia không thể nếu chỉ có một thỏa ước thì chắc cũng không quá khó đằng này ta có quá nhiều thỏa ước khiến ta phải chịu đựng khiến ta thất bại trong đời nếu muốn có cuộc sống vui vẻ và mãn nguyện ta phải tìm cách phá vỡ những thỏa ước dựa trên nỗi sợ hãi và giành lại chủ quyền thỏa ước dựa trên nỗi sợ hãi khiến ta tiêu hao rất nhiều năng lượng còn thỏa ước dựa trên tình yêu thương giúp ta bảo tồn năng lượng có khi còn tiếp thêm năng lượng mỗi người chúng ta đều được sinh ra với một nguồn năng lượng riêng và mỗi ngày sau khi nghỉ ngơi nguồn năng lượng này lại được tái tạo rất không may ta xài hết năng lượng để ký kết các thỏa ước và để tuân theo các thỏa ước tất cả năng lượng đều tiêu tan sau khi ta ký thỏa ước và kết quả là ta cảm thấy hoàn toàn kiệt sức ta chỉ còn đủ năng lượng để tồn tại vì phần lớn năng lượng đã tiêu tốn vào việc tuân thủ các thỏa ước đã giam ta vào giấc mơ trần thế làm sao có thể thay đổi giấc mơ khi ta còn không đủ năng lượng để thay đổi một thỏa ước nhỏ nếu ta biết chính những thỏa ước này đang điều khiển cuộc đời mình và nếu ta không thích giấc mơ hiện hữu của cuộc đời ta cần phải thay đổi khi ta đã sẵn sàng thay đổi có bốn thỏa ước quyền lực sẽ giúp ta phá vỡ những thỏa ước hiện có dựa trên nỗi sợ hãi và đang khiến ta cạn kiệt mỗi khi bạn phá vỡ một thỏa ước cũ tất cả năng lượng bạn sử dụng để tạo ra thỏa ước đó sẽ được hồi phục nếu bạn chấp nhận bốn thỏa ước này chúng sẽ tạo ra nguồn năng lượng đủ đầy để bạn có thể thay đổi toàn bộ hệ thống các thỏa ước cũ bạn cần một ý chí sắt đá mới có thể thực hiện được bốn thỏa ước mới này nhưng nếu bạn có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình với bốn thỏa ước này cuộc đời bạn sẽ chuyển đổi một cách ngoạn mục mọi thảm kịch của địa ngục sẽ lập tức biến mất Thay vì sống trong địa ngục, bạn có thể kiến tạo một giấc mơ mới, giấc mơ thiên đàng của riêng mình. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyền ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.